Bên đây sẽ hướng dẫn các bạn cách gái dao vào đầu dao hay gọi là gái dao vào đài dao. Thì đôi khi các bạn xem cái video hướng dẫn thì nó không có cụ thể, bạn xem lướt qua thôi, thì bài này nó sẽ hướng dẫn cụ thể hơn, là chỉ hướng dẫn về cách gái dao và làm sao cho đúng cách và vặn sao cho nó chặt để gia công không bị rút rớt dao này kia, cũng là vấn đề quan trọng. Đôi khi bạn làm mà nó gãy dao này kia là đền, thì bài này sẽ khắc phục những điều đó. Ví dụ như trên màn hình sau khi bạn lập trình xong thì nó sẽ chọn dao, thì đây là dao nó sẽ có đường kính là 10 còn chiều dài là 40,5. Thì ở đây đó, đó là đời, đó là đầu gá, đây là đây đây là đài dao, còn đây là khóa côn, còn đây là đầu vặn. Thì trước khi vặn thì với nhau thì bạn xem thử chúng có đó, trước khi bạn xem cái khía của chúng á, khía tam giác á, hình mờ mờ, hình thoi á, đó người ta chỉ nó trùng với nhau, thì bạn lật cái côn xuống khớp với cái hình mà hình, giống như hình kim cương đó, thì bạn đẩy mạnh lên nó sẽ khớp vô, thì các bạn lắc nó sẽ không có bị rớt ra ngoài, giờ nó đã bị dính lại với nhau rồi, giờ không bao giờ rơ được. Rồi giờ bạn kiểm tra thử nó sạch sẽ, bạn lau sơ cái cho nó sạch rồi mới lắp vô, nó dễ lau, hoặc lấy tay lau lau sơ thôi. Thì bạn lắp sao cho cái hình mà sáng sáng ở ngoài đó, rồi bạn dặn vô bạn vẫn lực vừa phải, khi mà thấy nó hơi khít khít thì bạn thả tay, tại vì bạn cũng cái khít quá bỏ cái đầu dao, cái mũi dao phay ngón nó sẽ không được đó. Thì bạn xóa kích thước, tại vì dao của mình là dài 40,5, thì bạn xóa kích thước cho nó khoảng 40,5. Đó, rồi bạn chưa thôi, bạn hơi chặt lại, rồi mình dùng cái